với tinh thần tương thân tương ái và hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp, đoàn thể, tổ chức xã hội cũng như những cá nhân hảo tâm trong vòng ngoài tỉnh tiếp tục tham gia ủng hộ, giúp đỡ người dân miền Bắc khôi phục cuộc sống sau bão số 3. Và tính đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận sự ủng hộ của hơn 3.350 tổ chức cá nhân với tổng số tiền trên 57,2 tỷ đồng như tin đã đưa nhằm chia sẻ khó khăn giúp người dân các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Mới đây, công ty cổ phần TKG Techcom TK Vina, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chuyến đi chia sẻ yêu thương đến với các tỉnh miền Bắc. Theo đó, sau 5 ngày rong ruổi trên những đèo dốc quanh co, vượt qua nhiều tuyến đường còn sạt lở, bùn lầy, đoàn đã hoàn thành việc trao hơn 3.000 phần quà và hàng chục công trình nhân đạo cho bà con vùng lũ khó khăn tại Nam tỉnh, gồm Thái Nguyên, quà tặng tổng trị giá 300 triệu đồng, tuyên quang tổng 900 triệu đồng, Hà Giang tổng 400 triệu đồng, Lào Cai tổng 1,1 tỷ đồng và Yên Bái tổng giá trị trên 1,1 tỷ đồng. Trước đó ban giám đốc và toàn thể đoàn viên người lao động công ty cổ phần TKG Techcomina đã quyên góp ủng hộ trên 3,8 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc khôi phục cuộc sống sau thiệt hại của cơn bão số 3.